phòng này nó là đặt ngay một thùng đựng phân và nước tiểu. Đây cũng là phòng giam cá nhân duy nhất có cửa hướng ra đường lính đi tuần. Khác với tất cả các phòng giam khác trong nhà tù đều có cửa hướng ra hướng cửa chính. Chúng nhằm mục đích để cho đồng chí không liên lạc với bất kể tù nhân khác trong nhà tù. Nhưng khi giam cầm tại đây thì đồng chí vẫn bí mật viết tài liệu huấn luyện cho anh em tù nhân, được anh em tín nhiệm bầu làm trưởng ban huấn luyện và bí thư chi bộ nhà tù. Nhưng do sức khỏe yếu thì đồng chí đã hy sinh tại một vị trí khác trong nhà tù. Thì sau đây sẽ mời đoàn mình di chuyển phía trong để tìm hiểu ạ. Có thể quan sát mọi hoạt động của chúng tôi từ bên trong cũng như bên ngoài nhà tù. Ta quan sát một phần cứu trợ tiền lực. Ngủ làm sao được? Diện tích chật hẹp trong góc phòng lại cho đặt ngay một thùng đựng phân và nước tiểu, nên không khí trong phòng giam vô cùng ô uế và ngột ngạt. Có những đồng chí khi bị giam cầm tại đây đã phải hy sinh manh áo của mình để che đậy những thùng phân. Thường dân Pháp thiết kế các phòng giam với diện tích nhỏ hẹp như vậy nhằm đích thủ tiêu ý chí, thủ tiêu tinh thần đấu tranh. Cái này cho nó rất nhã, rất là chối và sạch, chỉ ăn với các gia món gà, món xương và muối trắng. Tuy nhiên trước khi đem nấu lại cho con gạo đến bên trong đều tẩy trắng hạt gạo, làm mất đi vitamin đã có trong hạt gạo. Đặc biệt là để cho các đồng chí nhầm tưởng là mình đang ăn món gạo nếp rất ngon của vùng Tây Bắc. Nhưng khi ăn với cơm này vào thì các bệnh đường ruột, đặc biệt các bệnh cúm tăng hàng ngày quanh năm. Chính vì vậy là khi bị cúm chân và những chiếc cúm như thế đã khiến các cổ chân của đồng chí chặt chít không thể di chuyển và dẫn đến chảy máu. Có nhiều đồng chí bị hoại tử của cổ chân nguyên. Đây cũng chính là một thứ tra tấn tù nhân của người dân tại nhà tù. Bên đây xin giới thiệu cho mình giáo sư mô tả học tập của tù nhân tại nhà tù Sơn An. Vào tháng 12 năm 1939, thì chi bộ nhà tù Sơn An đã được thành lập. Một trong những chủ trương lớn của chi bộ là tiếng Trung Quốc. Chính vì vậy mà nhà tù Sơn La được ví như một ngôi trường học cách mạng đầu tiên ở tại Việt Nam. Và phía bên trong này cũng giới thiệu với đoàn mình là thực ra Pháp đã xây dựng khu. Mới đến đầu năm 1944. Và sau khi trải qua một mùa đông khắc nghiệt kéo dài của vùng Tây Bắc thì đồng chí đã ho ra máu rất là nhiều. Lúc bây giờ anh em đã đấu tranh với thực dân Pháp để đưa đồng chí vào trong kho xếp này, để đồng chí được ở bên cạnh đồng đội mình những ngày cuối đời. Và kho xếp này cũng chính là nơi để vật dụng nấu ăn của tù nhân ở tại nhà tù Sơn La. Vào đây thì mặc dù là lao phổi tàn phá cơ thể vô cùng nặng nề, nhưng đồng chí vẫn một tay ôm ngực, một tay viết tài liệu huấn luyện cho chi bộ. Và đồng chí cũng nói rằng mình biết chắc mình sẽ chết sớm hơn mọi người, nên tranh thủ thời gian mình phải cống hiến cho cách mạng. Và vào đây thì chỉ được tầm khoảng hơn một tháng, vào hồi 10 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 1944, sau một cơn ho ra máu kéo dài thì đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng ở tại đây. Khi ấy đồng chí mới 32 tuổi nhưng đã có 14 năm tuổi đảng, 8 năm tù khổ sai và cũng chưa từng lập gia đình. Đồng chí ra đi là một nước mắt rất lớn cho chi bộ nhà tù Sơn La nói chung và cho cách mạng Việt Nam nói riêng. Lúc bấy giờ thì một lần nữa anh em lại đấu tranh với thực dân Pháp để đem thi hài đồng đội mình đi chôn cất. Trước đây tù nhân ở tại nhà tù Sơn La hy sinh, thực dân Pháp chỉ đem vùi xác sơ sài tại một thung lũng vắng ngay dưới chân đồi. Anh em còn gọi đó là nghĩa địa gốc ổi. Và chỉ có phần mộ của đồng chí Tô Hiệu anh em đấu tranh thực dân Pháp đã nhượng bộ để bốn tù nhân đem đi chôn cất. Các đồng chí bí mật làm một tấm bia đá khắc lên đó tên Tô Hiệu rồi đem đi chôn cùng thi hài đồng chí. Và tới năm 1982 thì nghĩa địa gốc ổi được khai quật. Trong tất cả các phần mộ thì đều không xác định được danh tính. Chỉ có phần mộ của đồng chí Tô Hiệu là tìm thấy tấm bia mới xác định được phần mộ. Hiện nay thì đồng chí đã ăn nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, cũng chính là nghĩa địa gốc ổi năm xưa, cách nhà tù Sơn La khoảng 400m ngay dưới chân đồi. Vâng, và sau đây sẽ mời đoàn mình. 500 tù nhân thì đây cũng là công việc khổ sai hết sức nặng nhọc, nhưng âm mưu thâm độc hơn là còn để che giấu khu xà lim ngầm nằm ăn, bao bọc nắp xà lim cho xây dựng trại giam lớn, và ở cửa để ngầm ra vào để cho chất đầy đến đó những bao thuốc gạo rồi ngụy trang. Từ 13 đến 15 tù nhân nhưng có những thời gian cao điểm đã qua sẽ đến 156 đồng chí dưới đó. Và đó cũng là nơi đồng chí Trường Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Bảo thường xuyên bị tạm giam. Sau đây thì mời đoàn mình di chuyển. Đây là hòm đồ à? Cửa khóa được tiếng xe ở trong này.
Ngày xưa quá tiền cường lính hố xanh thông xứ kiêm giáo binh, trước đây làm việc cho thực dân Pháp ở tại nhà tù. Và lực lượng lính hố xanh thì chúng đã sử dụng toàn bộ là bà con dân tộc ở tại địa phương, với cái chính sách là người Việt cai trị người Việt ở tại đây. Và ở tại nhà tù Sơn La trước đây thì thực dân Pháp không xây dựng hệ thống tra tấn trực tiếp như là máy chém hay chuồng cọp giống nhà tù Côn Đảo và Hỏa Lò. Ở tại đây lại dùng chính bệnh tật để tiêu hao tù nhân. Và âm mưu đó thì được thể hiện rõ qua chiếc thư mà tên công sứ Saint Polot đã gửi thông sứ Bắc Kỳ vào năm 1932. Tranh án tại tòa em Hỏa Lò, Hà Nội giống như đấy lên Sơn La giam cầm. Chúng đã đẩy tù nhân lên Sơn La bằng cách... Chữa em nhiều thuốc. Chúng đã đẩy tù nhân lên Sơn La bằng cách... Từ khi di chuyển cần dùng những chiếc cùm như thế này, cứ cùng tay phải người này giống tay trái người kia thành một đôi. Mỗi người đều bị cùm chân và lê theo đoạn xích sắt dài 50cm. Và trong lần thứ hai đến nhà tù Sơn La giam cầm vào năm 1941, đồng chí Xuân Thủy đã sáng tác một bài thơ nói về chế độ bệnh tật và chế độ ăn ở tại nhà tù Sơn La với tựa đề Lại đến Sơn La. Lại đến Sơn La, lại núi rừng. Do phần tù nhân sẽ dùng các thuốc nào tương tự để chống đối. Và có nhiều đồng chí khi bị giam cầm ở tại nhà tù Sơn La vài ba năm có thể cho mình xin một miếng cơm gà để mình nhắm mắt. Trong ánh mắt phương sương mỗi người nhà nhớ quê hương, anh em đồng cũng phận nhà tù Sơn La. Như là mình có thể quan sát thấy bao bọc ở nhà tù Sơn La lúc bấy giờ là cùng rừng rậm hoang vu, nên là tù nhân cũng khó có thể trốn được sâu vào rừng đầy cho bọn đời khâu cả. Các đồng chí đã phải nhanh chóng xếp hàng nghiệp danh ra ngoài lao động, và họ đã phải làm rất nhiều công việc như là khai thác đá, khai thác gỗ. Đồng chí Tô Hiệu là người đã hy sinh ở tại nhà tù Sơn La, còn lại 4 đồng chí thì sau này giữ chức vụ rất cao trong đảng và nhà nước ta, như đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên là phó chủ tịch nước, đồng chí Trần Huy Liệu là viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, đồng chí Lê Thanh Nghị là phó thủ tướng chính phủ và đồng chí Trần Quốc Hoàn là bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên. Và cũng giới thiệu đoàn bên kia cũng chính là tấm bia đá có khắc tên đồng chí Tô Hiệu. Nhờ tấm bia đá quý giá này thì khi khai quật nghĩa địa Cốc Ổn vào năm 1982 thì mới xác định được phần mộ của đồng chí ạ. Và đồng chí Bằng thì thấy rằng bà con dân tộc ở tại Sơn La lúc bấy giờ thì đều đi chân đất cả, nên đã cử anh em thông thạo tiếng Pháp để thương thảo với dân Pháp cho anh em được gây quỹ. Các đồng chí khéo tay còn đẽo cả gốc mộc, đan rổ giá, làm bàn trải, làm hoa giấy để bán cho bà con ở phía bên ngoài. Số tiền thu được thì một phần ta vẫn phải nộp lại cho thực dân Pháp, thì anh em mới tiếp tục được hoạt động. Phần còn lại thì sẽ để vào quỹ sử dụng chung của chi bộ. Và giới thiệu đơn mình kia cũng chính là chiếc hòm đựng tiền ạ. Và phần còn tiếp theo thì sẽ trả cho người trực tiếp làm ra sản phẩm đó và để vào ban cứu tế và tổ hồng thập tự. Và giới thiệu với đoàn mình, ban cứu tế và tổ hồng thập tự cũng chính là tủ nhà thuốc của nhà tù Sơn La. Và sau này các cụ quay trở về thăm nhà tù thì cũng đã kể lại rằng chúng tôi ốm sốt trên 37 độ 5, lúc bây giờ chúng tôi đã ăn cháo nấu với đậu xanh, còn sốt trên 38 độ thì còn ăn cháo nấu với cả thịt nữa. Và từ khi chi bộ ra đời thì chúng tôi cũng không còn hy sinh nhiều như trước. Và khi đời sống vật chất được cải thiện thì đời sống tinh thần các cụ cũng rất là quan tâm. Chi bộ đã tổ chức họp và thành lập ra tổ biên đạo tờ báo Suối Reo và bầu đồng chí Xuân Thủy, người được mệnh danh là Văn Hay Chữ Tốt, làm chủ nhiệm tờ báo. Trở cách mạng chính phía bên trong nhà tù, và phía bên dưới là bạn chiến đấu của đồng chí Lò Văn Giá, hoạt động tích cực trong Hội Thanh niên Thái Cứu Quốc. Và Hội Thanh niên Thái Cứu Quốc đã cho ra đời tờ báo Lắc Mướng, được viết bằng cả chữ Thái và chữ Quốc ngữ. Đây cũng chính là cơ quan tuyên truyền của hội. Lắc Mướng có nghĩa là đất nước ạ.